Kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Mình hiện tại đang có mặt ở một ngôi trường tư nhân Private School. Và cái trường này nó rất là lớn nha các bạn. Nó có tổng cộng là tới 2.000 học sinh. Cái trường này là cái trường tiếng Đức nó gọi là Gesamtschule, tức là trong đây là nó có tổng cộng là cấp 1, cấp 2, cấp 3, tất cả nằm hết trong một cái trường này luôn các bạn. Tức là Hochschule, Realschule, Gymnasium là nằm hết trong trường này. Thì bên nước Đức này á, Hochschule là tính từ lớp 1 tới lớp 4. Còn Realschule thì là tính từ lớp 5 lên tới lớp 10. Còn Gymnasium thì tính từ lớp 5 lên cho tới lớp 12. Và để ra lấy tú tài luôn nha các bạn. Đó, tức là lấy hết phổ thông trung học á. Nếu nói theo tiếng Việt Nam mình là lấy hết phổ thông trung học để các em cũng như các cháu là đi studier, tức là đi học đại học. Thì cái trường này á, đó nó được mang tên là Europäische Schule Rheinmain, The Europe School. Và nó nằm ở ngay trong khu vực Dortenwald, một ngôi trường rất là lớn. Và cái cách xây dựng của nó, cách kiến trúc của nó rất là modern, mới lắm các bạn. Và cái trường này rất lớn. Sở dĩ mà nó phải xây dựng ngay tại cái Dortenwald này, tại vì chỉ có cái khu này á thì nó mới có đủ đất để nó xây một cái ngôi trường lớn như vậy thôi, các bạn không? Còn nếu như mà xây ở trong coi như là phố á, thì không thể nào xây được hết. Tại vì cái ngôi trường này là mình đã nói với các bạn rồi, nếu mà tính hết tất cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 dồn vô hết, đồng thời có cả coi như kindergarten, tức là nhà trẻ bên trong này luôn, thì nếu mà tính hết vô á là nó cũng phải có chừng 2.000 học sinh. Rất là lớn, một ngôi trường rất là đẹp. Và cái trường này thì nó cũng mới xây dựng sau này thôi các bạn. Mới xây dựng sau này thôi. Tức là cái trường này là theo như là mình hỏi á và mình lên trên mạng, thì cái trường này nó có được khoảng chừng cỡ chừng khoảng chừng 12-13 năm tới khoảng đó. Yeah. Một ngôi trường rất là lớn. Và hôm nay á thì giờ này đang là 9:30, nhưng mà các bạn thấy được là coi như là đây, mình quay cho các bạn coi, nó cũng có ánh nắng mặt trời, các bạn thấy không? Có ánh nắng mặt trời đó, các bạn nhìn thấy ánh nắng mặt trời đó. Nhưng mà cái khu vực này á thì so với lại cái thành phố Phan Phuộc á thì nó lạnh hơn nhiều, tại vì nó ở trên độ cao á các bạn. Cho nên các bạn thấy bây giờ 9:30 sáng mà trong khi đó sương mù dày đặc luôn, y chang như là coi như ở thành phố Đà Lạt vậy đó. Coi như là nhìn thấy những cái tòa nhà là coi như thấy chỉ có mờ thôi, các bạn không? Chứ không có thấy rõ được. Đó, đây là cái cổng chính, cái cổng đằng trước mặt của các bạn màu xám xám á, đó là cái cổng chính để vô trong trường. Nó có tới mấy cổng nữa các bạn, một cổng này rồi một cổng đằng sau của nó nữa. Tức là đó, đây là cái mặt đằng trước á, các bạn phải tưởng tượng đây là cái mặt đằng trước của trường học, và hai cái cửa của nó là hai cái cửa chính của nó đó, hai cửa chính của nó để đi vô trong trường. Còn cái khu vực mình đang quay cho các bạn đằng trước mặt này á, đó là bãi đậu xe, các bạn, bãi đậu xe của trường học để dành cho thầy cô giáo, dành cho thầy cô giáo cũng giống như là nhân viên ở trong trường học.
Thì cái chỗ này á, các bạn biết được là nếu như mà mấy cái chỗ đậu này á, là mỗi một người người ta có một coi như là cái số, cái thẻ để người ta đậu. Còn nếu như mà người ngoài mà vô trong này đậu á, người ngoài mà vô trong này đậu thì coi như là sẽ bị coi như là cảnh sát họ coi như là kéo đi liền. Tại vì cái chỗ đậu này là đặc biệt thì dành riêng cho thầy cô giáo thôi nha các bạn, dành riêng cho thầy cô giáo và nhân viên ở trong trường học này thôi, còn người ngoài là không được phép vô trong đây đậu. Đó, các bạn thấy cái ngôi trường, bây giờ mình đi chậm chậm chút xíu cho các bạn coi cái ngôi trường của cái đằng trước này thôi nha, chứ còn ở bên trong thì các bạn biết được là bên trong của nó mới là đậu. Bên trong của nó là nó có tất cả những cái sân chơi thể thao, rồi có những cái chỗ mà coi như là những cái chỗ chơi cho con nít, tại vì ở trong đây nó có cả vườn trẻ luôn các bạn, nó có cả nhà trẻ bên trong này luôn, thì các bạn biết được là rất rất đẹp. Ở trong đây thì cái trường tư nhân này mình đã nói với các bạn rồi ha, là nó thuộc dành riêng cho coi như là con của những cái người mà có tiền, dân nhà giàu, đại khái là dân nhà giàu, hoặc là những cái người mà người ta có những cái công ăn việc làm và cái mức thu nhập của họ rất là cao thì họ mới dám đưa con cái họ vô trong đây học thôi. Tại vì khi mà các bạn mà đưa con em mình vô trong đây học á, thì một năm các bạn phải đóng cho con em mình là mấy ngàn đồng, chính xác là bao nhiêu tiền thì mình cũng không có rõ, nhưng mà mình biết là phải đóng cho một năm là phải đóng mấy ngàn euro cho con mình học đó. Còn đằng trước của các bạn á, cái nhà đằng sau này thì nó đề là Sporthalle Europäische Schule Rheinmai, tức là cái nhà thể thao của nó đó các bạn, cái nhà mà đây nè đó, mình đang quay cho các bạn mà cái màu vàng mà coi như trắng trắng á đó, là cái nhà thể thao của cái trường này. Bây giờ mình xin kéo ngắn lại một chút xíu cho các bạn nhìn cho nó được rõ chút nha, tại vì hôm nay là cái trời nó bị sương mù dày đặc luôn trên, khó thấy lắm. Ở trên Tottenwein này thì mình cũng có quay một vài cái video mà lúc coi như là cảnh bình minh, mặt trời ló dạng. Cây cối ở trên này thì cũng rụng lá hết rồi các bạn, chỉ còn trơ cành nhánh đó thôi. Cây này thì nó không có chết đâu các bạn, nhưng mà bây giờ tại lạnh thì nó rụng hết lá hết rồi, nhưng mà tới lúc mà mùa xuân của năm sau thì nó sẽ lại mọc lên lại. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video clip ở đây nhé các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Nếu như mà các bạn coi cái video này của mình thấy hay và có ý nghĩa thì mình cũng mong các bạn hãy chia sẻ tới tất cả những người quen, bạn bè cũng như người thân của các bạn. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bằng cách nhấn vô chuông để các bạn không bỏ lỡ những video mà mình sẽ đăng lên cho tất cả quý vị và các bạn trong thời gian sắp tới. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Tiện đây mình cũng xin cầu chúc cho tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cũng như tất cả các bạn trong cũng như ở ngoài nước luôn luôn được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại cũng như trong cái đại dịch bệnh Corona Covid-19 này nha các bạn.
thân ái, hẹn gặp lại.